Hello, xin chào toàn thể quý vị các anh em đang theo dõi kênh YouTube của mình Audio Sài Gòn. Trong video này thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho quý vị các anh em một cặp loa chơi nhạc rất là đa năng và đặc biệt là chơi cái dải trầm rất là bạo lực, thích hợp cho các anh em chơi đa năng kết hợp phòng rộng, vừa nghe nhạc vừa karaoke. Bởi với cặp loa này thì chúng ta không cần phải nghĩ đến bow nữa, không cần phải nghĩ bow nữa, 301 hay mấy dòng nữa, mà quý vị đặt và so sánh thì cặp này sẽ hơn rất là nhiều về phần nổi trội về hình thức cũng như là về phần chất âm uy lực của nó mang lại. Vâng, đây là cặp loa mình sẽ giới thiệu cho quý vị, cặp loa Kenwood, một cặp loa đến từ thương hiệu của Nhật Bản, được sản xuất và ra đời vào năm 1985. Cặp loa này với cái thời điểm nó ra đời lên đến mức giá, khi mà nó ra đời, cái giá của nó được giới thiệu ra thị trường là 59.800 yên Nhật. Đó là một cái mức giá rất là cao cho một đôi loa đẳng cấp Kenwood. Cặp loa này có mã model là LS990 Class A, quý vị nhá, Class A. Đó, sở hữu cấu hình 3 đường tiếng, một bát có đường kính là 33 cm, dùng cái màng hàng loa mà nó sử dụng trên cái cặp loa bát này là hệ thống màng carbon da chăn, một cái loa mid dom cực kỳ lớn có đường kính là 18 cm, một cái loa chest ở phía trên. Toàn bộ cái phần loa chest và loa mid là sử dụng phần nón dom titan. Bởi cái dòng loa Nhật mà tại cái thời điểm những cái năm 80 mấy này nó đều sử dụng cái hệ thống titan trên loa mid và loa chest. Đó là cái công nghệ thời đó, giúp cho cái giải mid và giải chest cực kỳ là tốt, sắc bén. Cặp loa này có cân nặng lên đến 44 cân một đôi, tức là 22 cân một chiếc. Đó, kích thước như sau, chiều cao là 68 cm, chiều cao anh em ha. Chiều cao 68. Chiều ngang là 36 và chiều sâu là 33 cm. Cặp loa này thì có trở kháng là 6 ohm, công suất 190W, quý vị ạ, 190W một loa. Và độ nhạy của dòng loa này là 92 dB. 92 dB. Cặp loa này thì cũng rất là dễ phối ghép thôi. Quý vị có thể ghép với đi nông, cụ thể là gì? Đi nông các dòng 1500R như mà mình đang ghép đây, 1500R hoặc là 2000, hoặc là các cái dòng 780D, 930V, hoặc là sân xui các dòng 607, 707, vân vân. Nói chung là rất dễ phối ghép. Dòng loa này thì cho cái ba giải nó rất là sắc bén, rõ nét, phù hợp với cái dòng nhạc bolero của Việt Nam chúng ta. Ngoài ra thì chúng ta có thể kết hợp trong gia đình, vừa trưng bày chơi đa năng và karaoke gia đình. Cặp này karaoke gia đình rất là hay, và cái phần loa mid rất là lớn như này. Căng tay em mình 20 nha, gần 20 đó. Loa mid rất là to. Toàn bộ phần củ loa rất là gấu, sử dụng kiềng gang đúc. Thì cặp loa này thì nó có thêm cả cái phần seal tinh chỉnh dành cho loa chest và seal tinh chỉnh dành cho loa mid. Ở đây là cái thông số của cặp loa này, Modern 990 Class A. Dòng loa thùng màu đen quý vị nhá. Ở phía sau thì là cầu nối loa. Mình muốn quay như này để thấy rằng đầy đủ cầu nối loa, cũng như là cặp loa của mình đang giới thiệu là còn rất là đẹp, vuông thành sắc cạnh, để quý vị yên tâm vừa chơi vừa trưng. Đầy đủ e-căng zin quý vị nhá. Dòng này thì là dòng e-căng nhựa, cho phép chúng ta chơi sau một thời gian miếng bụi bụi, như ở đây đang bụi bụi này, thì quý vị có thể là đem xà bông ra giặt cho sạch e-căng. Vâng, đối với dòng loa này thì mình sẽ giao lưu với các anh em với mức giá là 9.500.000 đồng. Cặp loa này mình đánh giá là nó ngang tương đương với dòng loa Yamaha NS1000 đấy ạ. Tiếng nó cũng na ná như nhau, sắc bén, dễ ghép. Nhưng mà cặp này thì có thông hơi, lợi thế hơn. Và cái dòng thông hơi của cặp loa Kenwood này này, nó được uốn cong ngược vào lên, nó móc ngược theo chữ L, nên là nó cộng hưởng thông, dải trầm nó đánh rất là mạnh và uy lực. Anh em hay gọi là rung nhà rung cửa đấy.
và mình đang giới thiệu cho mọi người cặp loa này, thì ai có nhu cầu thì xin phép liên hệ cho mình theo số điện thoại trên bài đăng cặp loa Kenwood LS990. Trước khi dừng video thì tiếp tục mình sẽ tiến hành vặn volume một chút để quý vị cùng lắng nghe nhé. Nói vô tình yêu hai người chia tay.